Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn yêu thích trên kênh YouTube của Tăng Alex. Hôm nay Tăng Alex sẽ quay hội chợ triển lãm sản phẩm đặc trưng tiêu biểu của các tỉnh thành phố tại Bình Định năm 2022. Thời gian bắt đầu từ ngày 24 tháng 6 năm 2022 đến ngày 2 tháng 7 năm 2022 tại phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn. Thu hút 400 gian hàng của hơn 150 doanh nghiệp các bạn. Và sau đây Tăng Alex cùng với các bạn dạo quanh hội chợ triển lãm tại thành phố Quy Nhơn. Mong các bạn đón xem. Thank you.
hỏi anh tên gì ạ? Dạ, em tên Thu. À, Thu. À, Thu là người con của Quy Nhơn luôn đúng không ạ? Dạ, em ở Phú Yên. Thôi kệ, cũng miền Trung mà. Thôi kệ đi, mình cứ Phú Yên và Quy Nhơn cũng gần nhau quý vị ha. À, tới bây giờ em cảm ơn anh Thu đã nhận lời mời của em lên đây cùng hỗ trợ tiết mục này cho em nha. Liên sẽ hát chậu cổ một câu chút xíu thôi để cho chương trình hôm nay có nhiều thể loại màu sắc phong phú để gửi tặng cho quý vị một đêm ca nhạc thật là đặc sắc trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ anh Thu ơi, quý vị ơi, Liên kêu là anh Thu ơi, quý vị ơi phụ ảnh nha, quý vị hứa nha, ơi lớn lên cho quý vị, lớn thiệt lớn luôn cho quý vị nha. Dạ đồng ý, cho Liên một tràng tay kìa. Dạ cảm ơn quý vị. Anh cho nắm tay cái cháu tôi làm lô phi đường xa, mai mốt đây thì danh phận rõ ràng, xin chớ phụ phàng tình xưa duyên cũ. Cái gì quá chừng mà không ai vỗ tay hết trơn à. Dạ thôi mình ngưng đây được rồi quý vị nha, ngày mai mình gặp lại nữa nha. Cảm ơn Thu rất nhiều, cảm ơn quý vị, xin chào tạm biệt và I love you. Em chạy sang chút lại cho anh Thu Việt. Vừa rồi Tăng Alex cùng với các bạn tham quan hội chợ triển lãm sản phẩm đặc trưng tiêu biểu của các tỉnh thành phố tại Bình Định năm 2022 qua kênh YouTube của Tăng Alex. Tăng Alex không có gì hơn chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe và xin chào tạm biệt các bạn trong những video tiếp theo. Qua kênh YouTube các bạn nhớ follow kênh YouTube của Tăng Alex. Tăng Alex không có gì hơn. Xin chào tạm biệt các bạn.